Victor Hugo từng nói, chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời. Hãy để radio số đồng hành cùng bạn, đọc cho bạn nghe những quyển sách hay. Đừng chạy theo số đông. Tác giả Kiên Trần. Lời giới thiệu. Nếu tất cả mọi người ai cũng làm chủ doanh nghiệp thì ai sẽ đi làm thuê? Tôi. Bởi lúc đó họ sẽ phải đấu giá để có được tôi. Nhưng điều này không bao giờ xảy ra, bởi ngay từ trong trứng đến lúc mọc cánh chúng ta đã được dạy phải làm cho người khác cả đời chỉ có một phần trăm được dạy khác bạn không chạy theo số đông bạn là số đông tuy nhiên bạn đừng nhầm lẫn cuốn sách này sẽ không chỉ nói về vấn đề làm thuê hay làm riêng đây chỉ là một trong những khía cạnh rất nhỏ cuốn sách này muốn làm nổi bật một hệ tư duy ngầm lớn và khủng khiếp hơn thế mà chúng ta không nhận ra một sức hút vô hình nhưng mạnh mẽ chạy theo số đông Phần lớn mục đích sống và thói quen của bạn không do bạn quyết định. Số đông quyết định hộ bạn mà bạn không nhận ra. Họ dạy bạn, họ khuyên bạn. Những lời khuyên và răng dạy có lúc thể hiện qua lời nói và văn bản trực tiếp rõ ràng. Nhưng phần lớn nó hàm ý và không rõ ràng. Họ có thể không khuyên bạn trực tiếp, mà đơn giản hàng triệu người làm theo một thứ hoặc đi theo một con đường nên chắc chắn nó phải đúng, phải không? Nếu không đúng, tại sao cả xã hội lại làm như vậy? thậm chí cả tây cũng làm vậy bạn làm theo một cách vô thức có một sức hút vô hình từ xã hội số đông khiến bạn mất kiểm soát nhưng vẫn nghĩ mình đang kiểm soát nó hút bạn theo con đường mà nó chọn cho bạn nó âm thầm thuyết phục bạn đó là đam mê thật sự của bạn mục đích sống thật sự của bạn hoặc nếu không nếu bạn cưỡng lại nghi ngờ nó thuyết phục bạn hãy kiên trì theo nó hứa hẹn bạn một tương lai tốt đẹp màu hồng vào một ngày nào đó không xa giống như sức hút của nam châm không màu không mùi không vị bạn không nhìn được nó không nghe thấy nó không ngửi thấy nó không sờ thấy được nhưng nó hút và hút mạnh dù bạn không nhìn thấy số đông quần thể mà chúng ta đang sống là một cục nam châm khổng lồ có những quy luật ngầm chúng ta tự hiểu với nhau bất thành văn chúng ta làm theo mà không suy nghĩ không đánh giá không chút nghi ngờ để thành công bạn phải học thật giỏi tham gia các hoạt động ngoại khóa học hết hàng thập kỷ, càng nhiều bằng cấp chứng chỉ càng tốt, sau đó xin việc. Nếu may mắn và được ban ơn, bạn sẽ được một công việc dài hạn tại một công ty lớn có tên tuổi, lương cao. Tết đến xuân về, họ hàng xuân về. Cháu làm ở đâu? Cháu làm ở Việt Công Băng. Cháu làm ở Saint rút. Cháu học ở Đại học XESABC. Ồ hay chứ? Nhưng một tuần có 7 ngày, đổi 5 ngày cực nhọc để lấy lại 2 ngày cuối tuần bạn vẫn chấp nhận đánh đổi và tự hào. Trong suốt nhiều năm, có điều gì đó sai sai. Cuộc đời có 80 năm nếu may mắn, đánh đổi 65 năm học và cày để đổi lại 10 đến 15 năm về hưu vào trại dưỡng lão chơi bingo, nếu may mắn. Còn nếu không may mắn, bạn tự hỏi, tiền để làm gì khi sức khỏe và đam mê không còn? Phần sau của cuốn sách, mình sẽ cho bạn thấy tại sao sự tự hào pride về bản chất là thứ cầm tù chúng ta không phải là thứ giải phóng như bạn vẫn nghĩ Đừng chạy theo số đông Không phải cuốn sách suối bạn trở thành người kiêu ngạo cực đoan xa lánh số đông Nó là cuốn sách nói lên sự cực đoan kiêu ngạo của số đông Và phơi bày hệ thống tư duy công nghiệp mà số đông nghĩ là hiện đại Và biến bạn trở thành một số ít bình thường, hiện đại nhưng khiêm nhường Bởi bạn nhận ra về bản chất số đông chỉ là nạn nhân Cảnh báo Cuốn sách này cần một mục cảnh báo đừng chạy theo số đông là một mệnh đề chắc chắn sẽ gây tranh cãi nó rất mạnh miệng mạnh miệng đến mức một câu nói hay một bài viết là không đủ bạn chắc chắn sẽ bị cho là cực đoan nó cần cả một cuốn sách phân tích mổ xẻ nhiều khía cạnh ở nhiều tầng những quan sát khẳng định ví dụ kết luận ý tưởng trong suốt cuốn sách này sẽ có màu sắc mới lạ với bạn nó cũng đã từng mới với mình trong suốt nhiều năm nếu bạn chỉ đọc một vài chương duy nhất hoặc trích đoạn một phần bất kỳ nào đó, có khả năng cao bạn sẽ thấy nó khá cực đoan. Nhất là khi bạn chưa từng đọc những gì mình viết trước đó. Nhưng nếu ghép lại các phần với nhau, bạn sẽ thấy một bức tranh lớn dần dần hiện ra. Các chương bổ trợ lẫn nhau, tạo nên một hệ tư duy mới, một cái nhìn tổng thể giúp bạn nhìn thấy những kết luận vô lý với người khác, hợp lý với bạn. Khi bạn bị một bức tường tâm lý vô hình siêu nặng đè lên người, bạn không thể chống một cái gậy để nhấc nó lên. Nếu chỉ có một cái, nó sẽ sập nhanh chóng. Bạn cần rất nhiều cái gậy. Bức tường siêu nặng này chính là hệ tư duy của số đông đè tư duy của bạn xuống. Cuốn sách này cho bạn hệ tư duy mới được chống bởi những chiếc gậy vững chắc để đẩy và nhấc bổng bức tường vô hình kia lên, giải thoát cho bạn. Tất cả chúng ta là nạn nhân của bức tường nặng đó, đè nén bởi số đông và chính số đông cũng là bên phải chịu đựng ngữ cảnh là thiết yếu bạn hãy xem mỗi chương như một mảnh ghép hay một cái gậy chống mình khuyến khích bạn không vội định kiến đánh giá hoặc vội áp dụng hệ tư duy mà bạn đang có tạm gác chúng qua một bên hãy coi như bạn là một đứa trẻ vừa sinh ra vừa đọc được hay được dạy những thứ có trong cuốn sách gây tranh cãi này liệu nó sẽ phát triển khác những đứa trẻ khác như thế nào sau khi đọc xong cuốn sách bạn sẽ thấy mọi thứ trong này đều rất bình thường có chăng số đông mới cực đoan chứ không phải bạn hay cuốn sách biết được sự thật và sự cực đoan từ số đông có thể sẽ khiến bạn cô đơn hơn một tí nhưng ít nhất bạn sẽ được giải phóng sự thật là thứ sẽ giải phóng cho bạn còn số đông sẽ cầm tù bạn với tư duy tập thể bạn sẽ hạnh phúc hơn giàu có hơn tự do hơn giàu lòng nhân ái hơn và quan trọng nhất bạn thực sự sống một cuộc đời duy nhất của bạn hãy bắt đầu những chiếc cậy chống đầu tiên những mảnh ghép đầu tiên và hãy nhớ, đừng vội kết luận cho đến khi bạn đọc đến trang cuối cùng. Bức tường sẽ đè bạn xuống nếu bạn chỉ chống bằng một vài cây gậy. Có những khía cạnh hay ví dụ sẽ hơi thuộc về chủ đề cấm kỵ, taboo. Nhưng là một người tôn trọng sự thật khách quan, chúng ta không nên để định kiến xã hội và sự cấm kỵ làm rào cản ngăn chặn tư duy mở và nhìn thấy ánh sáng. Phải không bạn? Sự thật khách quan là thứ sẽ giải phóng bạn mình sẽ cầm tay bạn đi suốt cuộc hành trình Nếu bạn đã sẵn sàng Chào mừng bạn đến The Universe của Đừng Chạy Theo Số Đông Chương 1 Bạn và Đàn Kiến Một buổi sáng thứ bảy mưa gió Lũ kiến quen thuộc trước sân nhà bạn vẫn hối hả chạy thành một hàng dài Mang theo những mẫu thức ăn vương vãi trên đất về tổ Chúng đã chạy cả tiếng đồng hồ À không cả ngày trời không phải cả tháng trời rồi ấy chứ lần xa đây nhất bạn gặp chúng bạn cũng không nhớ nữa chỉ biết là đàn kiến có từ rất lâu có chăng là do lần này bạn để ý hơn so với những lần trước chẳng buồn nhìn bạn còn nhiều mối lo khác quan trọng hơn là nhìn đàn kiến kia nhưng hôm nay thì khác hôm nay bạn được nghỉ bạn được quyền cho bộ não lang thang lần bạn dành thời gian cho bản thân gần đây nhất chính xác là thứ bảy tuần trước bởi chủ nhật bạn phải hoàn thành cho sếp một số báo cáo gấp bạn gãi đầu tự hỏi tại sao lũ kiến này cứ phải chạy theo hàng một một cách quy củ không tự tách đàn con nào con nấy đều đi rất đúng hàng lối và chỉ một hàng duy nhất điều khiến cho chúng làm được điều này mà không cần nói chuyện với nhau ngoài ra tại sao chúng phải chịu đựng như vậy tại sao chúng không theo đuổi tự do bạn cúi đầu nhìn đàn kiến từ trên cao một sự tự hào ngân lên trong đầu khiến bạn bật cười đối với đàn kiến nhỏ bé bất lực kia mình giống như chúa trời đúng vậy chúng chỉ cắm đầu cắm cổ chạy thành đàn có lẽ đàn kiến chẳng bao giờ biết đến sự hiện diện của bạn và càng không nhận thức được sinh tử của chúng nằm trong tay bạn bạn chỉ cần dùng tay đập xuống đất là nát bét hàng chục con và cả đàn sẽ chạy tán loạn như có thiên thạch rơi đối với chúng bạn là chúa trời bạn nhìn thấy hết những gì đang diễn ra nhìn thấy sự ngu xuẩn của chúng khi sinh ra và chỉ biết cắm đầu chạy mỗi ngày đến hết vòng đời hết thế hệ này qua thế hệ khác như đã được lập trình trong gen và bị bó buộc vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được bạn là chúa trời trong thế giới của đàn kiến tất nhiên bạn là một vị chúa tốt bạn sẽ không giết chúng nhưng bạn muốn làm một thí nghiệm nho nhỏ tay bạn tiến đến gần hơn đàn kiến và hai ngón tay của bạn bấu lấy một chú kiến tách ra khỏi đàn bạn nhấc bổng trên tay rồi búng con kiến này ra khỏi tay bạn. Chú kiến bay trong không trung, rồi rơi xuống bãi đất trống, cách đàn kiến ban đầu không xa. Nó bò vô hướng một lúc, sau khi cảm nhận thấy đàn kiến trước mặt, nó liền quay lại và hòa mình vào dòng chảy. Như thể có một lực hấp dẫn vô hình hút nó lại từ đám đông lũ kiến kia. Hoặc nó đã được lập trình từ trong gen từ thổi sơ khai, để nó mãi mãi là một con kiến chạy hăng say với đàn kiến và biến mất trong đó bạn không còn nhận ra con kiến ban đầu nữa. Cuối tuần trôi qua nhanh hơn bạn nghĩ. Phật, lại là thứ hai, 5 giờ 45 phút sáng, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, mắt nhắm mắt mở lục tìm chiếc iPhone dưới gối. Bạn bấm nút snooze ngủ thêm. Đây đã là buổi sáng thứ 3098, bạn bấm nút snooze trong sự khó chịu, chỉ để cứu vãn sự thiếu ngủ kinh niên mà bạn vay từ cái hội luyện thi đại học mà đến giờ vẫn chưa trả được. Vừa nằm gục xuống gối cố gắng bấu víu, tiếng chuông lại vang lên lần hai, rồi lần thứ ba, thứ tư. đã sáu giờ ba mươi sáng, bạn nhảy ra khỏi giường rồi ào vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân vì sáu giờ năm mươi phải ra khỏi nhà. bạn dắt xe ra rồi nổ máy lên đường. chẳng mấy chốc mà hòa mình vào biển xe, còi in ỏi, tiếng ồn xe, dường như đã quá quen thuộc đến mức bạn mất cảm giác với nó như thể không còn nghe thấy gì. Bạn không còn kêu gào phàn nàn như trước nữa. Bạn chỉ biết chú ý tới con đường thẳng mà bạn đang đi. Đèn đỏ thứ ba, rẽ phải, sau đó đi một đoạn rẽ trái rồi đến chỗ làm. Không cần đến bản đồ. Ngày nào cũng vậy, hết 35 phút. Có hôm lâu hơn nếu như tắt đường. Ôi, những hôm tắt đường mới thấy cuộc đời hết sức nhục nhã. Nhìn mọi người xung quanh lái xe trên đường với vẻ mặt không khác bạn là bao. Họ cũng tất bật và trông bận rộn, dường như tất cả những gì họ quan tâm đến lúc này là con đường đến nơi họ làm việc hoặc học tập và sau đó là công việc của họ bất kể nó là thứ gì họ cũng giống bạn cứ đi và đi rồi sau đó cứ về và về hôm sau lặp lại trong vòng nhiều ngày rồi chẳng mấy chốc nhìn lại đã hàng chục năm bạn ước nhìn họ những đồng đội chung chiến tuyến với bạn trên cái con đường quen thuộc này như một sự an ủi nho nhỏ rằng ít ra bạn cũng không cô độc Ít ra bạn đang làm cái điều mà tất cả xã hội này đang làm theo. Ít ra việc mà bạn đang làm hàng ngày, dù bạn có ghét cũng chỉ là tạm thời. Cái sự tạm thời mà bạn đã an ủi trong suốt gần 10 năm và gần như nó chỉ chấm dứt đến khi một ông chúa trời nào đó giải thoát cho bạn hay một cục tiền từ trên trời rơi xuống. Bạn cần tiền, bạn cần kinh nghiệm, bạn cần mối quan hệ. Chưa hết, bạn đang làm tại một nơi mà người khác mơ không được cái nơi mà chỉ cần nói ra người khác sẽ phải nể bạn chỉ có điều có điều gì đó sai sai rất sai họ những người lạ đi đường kia dường như không có ai trong hạnh phúc ít nhất là ở vẻ mặt nếu nó đúng đến mức cả xã hội phải làm theo thì tất cả chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc như trong lý thuyết nhưng tại sao chúng ta cứ đi mãi rồi tối lại về tổ lặp lại cho đến lúc chết một cách tự hào như những con kiến cái biển xe in ỏi ồn ào mà bạn đang ở chính giữa, nếu nhìn từ trên cao sẽ chỉ như những chấm nhỏ. Chấm nào cũng giống nhau, bạn gần như mất hút như con kiến mà bạn thí nghiệm hôm chiều thứ bảy. Hòa mình vào đàn xe biến mất trong hàng trăm ngàn những chiếc xe khác đang lết trên mặt đường, hay như những con kiến đang lết theo đàn, mất mình trong số đông vô hạn. Bạn không còn lại chúa trời như bạn vẫn nghĩ nữa. Đèn xanh giao thông bật lên, cả đoàn xe lũ lượt nổ máy phóng tiếp, kéo bạn theo trong đại dương xe người. Hóa ra, mình chỉ là một con kiến. Hết chương 1. Chương 2. Đàn kiến và lực hấp dẫn. Đàn kiến có một lực hấp dẫn gravity rất mạnh, hút cả những cá thể trở lại đàn. Nếu có một con kiến muốn suy nghĩ khác đi và tách ra khỏi đàn, nó sẽ không đi được xa. Nó sẽ tự động quay lại nhanh chóng và biến mất trong biển kiến như có một lực hút kéo lại. Lực hút rất mạnh bạn vẫn đang là một con kiến vô danh trong cái biển kiến kia chỉ thay bằng xe cộ ngoài đường khi bạn thử suy nghĩ khác đi một chút không thiếu người sẽ phản đối bạn và kéo bạn lại vì họ muốn tốt cho bạn sự thật là họ muốn bạn giống như họ họ thỏa mãn với họ bây giờ an toàn vô vị nhàm chán hời hợt đối phó không có đam mê chẳng chết ai họ có một cuộc sống tạm ổn một cuộc sống họ tự hào theo cái tiêu chuẩn của họ Tất nhiên là sau khi giấu hết những nỗi lo không cho ai nhìn thấy và áp dụng kỹ xảo tự lừa dối bản thân thì cuộc sống của họ cũng đáng tự hào. Chỉ toàn điểm tốt và một vài điểm cần củng cố không đáng kể. Họ, những con kiến không khác gì bạn, có chăng là những con kiến gạo cội hơn, vỗ ngực tự xưng là giàu kinh nghiệm hơn bạn và nhiệt tình trong việc cho bạn định hướng và các lời khuyên. Lời khuyên của những con kiến gạo cội, nhưng về bản chất vẫn là những chú kiến trong biển kiến vô hạn mỗi lần đưa ra lời khuyên họ cảm thấy bản thân họ quan trọng hơn và giảm bớt sự bất an của chính họ phần lớn cuộc đời của chúng ta vây quanh bởi đàn kiến trung bình và giống nhau đây là thực tế mình không nói đàn kiến là xấu chỉ là họ có tư duy giống nhau nhưng vẫn ảo giác họ đang nghĩ khác những con kiến khác bản thân là họ trải qua một nền giáo dục lỗi giống nhau nghe những bản nhạc giống nhau đọc những trang tin tức giống nhau bị ảnh hưởng bởi những lời khuyên giống nhau, chơi với những người có tư duy giống nhau. Bởi tất nhiên, đứa bạn nào tư duy khác biệt sẽ không hợp với nhóm, hoặc chính nó cũng sẽ tách ra khỏi đàn và tìm đến đàn khác. Cơ chế tự đào thải, tự củng cố khiến sức hút gravity của đàn kiến số đông ngày càng mạnh. Kẻ có tư duy khác hoặc nghĩ khác sẽ được xã hội đào tạo lại một cách kiên nhẫn qua các lời khuyên, lời dạy hoặc ít nhìn thấy hơn là áp lực xã hội tẩy não truyền thông đến mức bạn chấp nhận mọi thứ như một luật bất thành văn và vận hành 90% theo bản năng được lập trình. Gia đình là nơi uống nắng hình hài tư duy đầu tiên cho những con kiến. Vấn đề là ở chỗ, gia đình chúng ta về bản chất chỉ là tế bào xã hội. Bản thân cha mẹ chúng ta cũng là những con kiến, cũng trải qua trường học, cũng phải đi làm và cũng là thành phần của xóm làng mà chúng ta sống, vây quanh bởi những đàn kiến giống nhau. Phần lớn chính họ cũng chạy theo số đông tin vào một lòng tin rằng tập thể quyết định chứ không phải họ, vì nó an toàn, hoặc vì họ quá bận nên không có thời gian và tâm trí để nghĩ khác. Họ ký hợp đồng gia nhập số đông, dạy con những điều mà họ được dạy, tiếp tục ký những hợp đồng định ra bởi số đông và quyết tâm nuôi dưỡng đứa con trở thành chủ nhân tương lai của đất nước hay những thành viên của đàn kiến chăm chỉ đáng tự hào trong tương lai. Đến khi bạn sau hàng chục thập kỷ đi học và vây quanh bởi đàn kiến trưởng thành, bạn đã có thể tự quyết tương lai cho mình. Tự quyết trong ngoặc kép, bởi bạn không tự quyết như bạn nghĩ. Cái sức hút khủng khiếp từ lực hấp dẫn vẫn lôi kéo bạn vào con đường bằng cấp, học hành, rồi đi làm chăm chỉ như bao con kiến khác, để nhận được một khoản thù lao và một cái công danh tự hào và sự thăng tiến của những chú kiến. Xuân, một nhân viên tín dụng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân loại giỏi, làm cho việc công băng, đã được đến năm thứ bảy một trong những cá nhân tự quyết theo con đường ngân hàng và sẽ làm đến lúc chết. Quyết tâm đánh đổi 7 năm cuộc đời và còn nhiều sau này nữa. Từ thứ hai đến thứ sáu, từ sớm tinh mơ đến khi tối mịt, đi đi về về cùng biển xe khói bụi. Thứ bảy chủ nhật, học thêm bằng thạc sĩ với hy vọng sẽ lên một bậc lương hoặc có cơ hội thăng chức. Gọi là đi học nhưng vừa ngái ngủ vừa bấm điện thoại. Đến lớp điểm danh, hai năm cuộc đời ngắn ngủi thời gian dành cho bản thân, gia đình, sở thích, zero trong vòng nhiều năm. Xuân kể lại trong tiếng thở dài, tôi đã phí hoài tuổi trẻ của tôi cho việc com băng, tất cả chỉ vì hai chữ sự nghiệp, để rồi tất cả những gì tôi có là đóng bằng cấp, một chút kinh nghiệm và sự tự hào. Tôi không hạnh phúc như bạn nghĩ. Tôi đã 35. Đến cái thứ bảy chủ nhật tôi còn phải hy sinh để thêm một cái bằng mà giờ chính tôi cũng nghi ngờ giá trị thật sự của nó. Cái lực hấp dẫn của đàn kiến này nó giống như hố đen vũ trụ. Một khi bạn đã bị hút, bạn rất khó thoát ra. Nhân vật Xuân ở trên không cảm thấy hạnh phúc với con đường mình đã chọn. Nhưng nếu bạn thử khuyên cô ấy nghĩ việc xem, gần như không thể. Cô ta đã nhúng quá sâu và cái giá để bước ra rất cao. Chưa kể định kiến xã hội, lời khuyên và khoản thù lao mua linh hồn của việc con băng mà cô ta đồng ý bán. Nhưng bạn cứ từ từ, có thể bạn cho rằng có rất nhiều người đi làm việc con băng trong thấy hạnh phúc và đam mê công việc thì sao? Cũng có thể Xuân chỉ là thành phần cá biệt. Tư duy con cua The Crab Mentality Khi bạn thả một con cua vào một cái chậu, con cua có thể dễ dàng tự mình bò ra. Nhưng khi bạn thả hai con cua vào một cái chậu giống hệt, mỗi lần con cua cố gắng bò ra, ngay lập tức bị con cua kia kéo xuống không cho thoát. Cả hai con đều không bao giờ thoát được, bị bỏ tù trong cái chậu suốt đời. Cuộc sống của bạn cũng vận hành gần giống như vậy. Bạn nhiều tiềm năng hơn bạn nghĩ. Vấn đề ở đây là bạn ở chung chậu với những con cua. Những con cua này kéo bạn xuống mỗi lần bạn muốn thoát ra. Uống rượu là phải say, không say không về. Đọc sách chỉ dành cho một sách, phải lên ba mỗi tối, phải bay lắc mấy cun. Cool. Ngủ sớm thế, bà già à. Chia tay rồi à, chúc mừng nha. Hết chương 2. Chương 3, sự thật về bận rộn số đông nghĩ rằng bận rộn là đẳng cấp, trong khi rảnh rỗi mới thực sự là thước đo của sự thành công và tự do. Bận rộn là một căn bệnh, dù cho nó là bận thật hay bận phách. Bận thật là khi bạn có quá nhiều công việc cần phải giải quyết trong khoảng thời gian ngắn. Bạn không còn cách nào khác ngoài việc bắt tay vào làm không ngừng nghỉ. Bận thật có thể là điều hoàn toàn bình thường và vô hại nếu nó diễn ra trong ngắn hạn thay vì dài hạn. Nó khiến bạn đam mê thay vì mất tập trung quên mình Tuy nhiên, cẩn thận vì vẫn có đam mê thật và đam mê phách sẽ giải thích sau. Bận fake là giả vờ bận, một dạng lý do bậc cao để khiến bạn huyễn hoặc, giảm bất an, cảm thấy mình quan trọng để thoải mái hơn về bản thân. Nhiều người không làm gì nhưng vẫn nghĩ mình bận rộn. Khi bạn giả bận trong thời gian dài, nó sẽ trở thành kỹ năng và bản năng. Có nhiều bạn mình thấy như vậy, bận trở thành câu cửa miệng, sẵn sàng bật ra bất cứ lúc nào như một câu thần chú thoát nạn, thoát tội hoặc làm hưng phấn ngay lập tức. Tôi là một người bận rộn. Khi kỹ năng bận rộn phát trở nên quá cao siêu, bạn không chỉ lừa bạn bè, người thân, người lạ, bạn còn lừa chính bản thân bạn. Bạn không làm gì nhưng vẫn luôn cho rằng bạn bận. Và chính vì bận nên bạn lại càng không làm gì. Giai đoạn lừa dối chính bản thân giống như một dạng chuyển hóa sang thể ung thư. Vì lúc này bạn đang sống trong quả bong bóng ảo giác, tách xa hoàn toàn với thực tế bạn không thực sự sống con người thật của chính bạn. Vấn đề nữa là bạn thành thạo kỹ năng nói bận, với cả những thứ ý nghĩa và quan trọng nhất cuộc đời bạn. Bận để không phải nói chuyện tử tế với người thân ruột thịt, bận để không phải lắng nghe người đối diện tập trung 100%, bận để không phải tham gia một thử thách mới, bận để không phải đọc sách, bận để không phải bắt đầu thứ bạn muốn bắt đầu từ 10 năm trước, bận để không phải tập thể thao mặc dù bạn rất muốn bạn sẽ thấy bận phách được dùng làm lý do để trốn tránh. Chính vì nó không những hiệu quả, lại khiến cái tôi ảo của bạn tăng lên. Nó trở thành một thứ dễ bị lạm dụng, hay nói chính xác hơn, dùng trong mọi trường hợp gây nghiện. Bây giờ bạn thử bay lên 3.000 mét trên không trung và nhìn xuống. Không chỉ bạn bận phách, cả xã hội đều như vậy. Họ cũng phách bận giống bạn. Hy vọng bạn sớm nhận ra, bạn không phải chỉ là người đi tấn công, bạn còn là người bị tấn công bởi xã hội hay bởi chính bạn bè, người thân, khách hàng, đồng nghiệp, những người tin tưởng cho đến người xa lạ. Bạn muốn gặp họ, họ bảo họ rất bận. Công việc, sự nghiệp, gia đình, ti tỷ thứ việc. Có những người còn nghĩ ra những câu chuyện dài cho những sự bận khác nhau. Kỹ năng kể chuyện của họ lên một tầm mới. Cao tay hơn, họ có thể không nói bận vội, vẫn chấp nhận gặp, nhưng phút cuối hoặc ngày trước đó gọi có chuyện đột xuất, ta-da, bạn cảm thấy bị lừa dối. Bạn biết thừa những lý do của họ chỉ là bịa đặt, chỉ là kịch bản, bởi những lý do mà họ nói ra là những lý do bạn đã dùng rồi, dùng nhiều lần. Bạn quá hiểu, họ lười, họ muốn từ chối, hoặc đơn giản bạn không quan trọng trong mắt họ như bạn nghĩ. Chẳng qua bạn chưa dám chấp nhận thực tế này, bạn vẫn muốn tin bạn quan trọng trong cuộc đời họ. Bạn nghĩ mà xem, dù là bận thật hay bận phách, chẳng lẽ cứ bận suốt đời cho đến khi 70 tuổi? Nếu bạn bận trong lúc bạn là học sinh thì bạn cũng sẽ bận tới lúc bạn đi làm, bạn cũng sẽ bận cả lúc bạn về hưu. Thực tế hiện nay là vậy, chúng ta trốn tránh người khác đã đành, thôi thì người ta làm tốn thời gian vàng bạc của bạn, thôi thì người ta phiền hà không quan trọng với bạn. Nhưng chúng ta trốn tránh cả chính chúng ta. Đúng vậy, công việc, sự nghiệp, học hành, tương lai, xếp, thăng tiến, gặp khách hàng, những cụm từ đắt giá đắt đến mức chúng ta quên đi thứ còn đắt giá hơn hơn. Bạn, mục đích sống của bạn, người thân gia đình kỷ niệm, bạn bè, mối quan hệ của bạn, sức khỏe thể chất của bạn, sức khỏe tinh thần của bạn, ý nghĩa cuộc sống của bạn. Những thứ mà bạn chưa nhìn thấy nó đắt giá thế nào cho đến khi đánh mất. Những thứ bạn đang có và ảo giác huyển hoặc rằng bạn sẽ vẫn tiếp tục có nó trong 2 năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau bạn đánh đổi để có được chữ bận dù là thật hay phách trong dài hạn không biết đến bao giờ mới kết thúc bận không còn chỉ là một phần cuộc sống của bạn bận là cuộc sống của bạn vĩnh viễn nhưng thôi bây giờ hãy giả sử bạn đã chữa thành công được căn bệnh bận phách kia bạn chỉ còn bận thật đúng vậy biết đâu bạn không bao giờ bận phách biết đâu bạn bận thật thì sao và không bao giờ phách bận xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho bạn nhưng bận thật cũng là một căn bệnh. Hết chương 3. Chương 4. Bận tưới cây nhà ai? Bạn nói thế giới sẽ đẹp biết bao nếu con người không phách bận. Sai. Thế giới sẽ vẫn có thể tồi tệ bởi dù có bỏ được bận phách, chúng ta cũng sẽ vẫn bận thật. Bận thật nguy hiểm hơn bận phách ở chỗ. Nó là lý do chính đáng, rất chính đáng. Wow! Lý do chính đáng là thứ được cả xã hội tôn vinh. Sự thật chính vì nó chính đáng nó khiến bạn đánh đổi cả cuộc đời của bạn. Đây có thể sẽ là một mệnh đề gây tranh cãi với bạn. Mình không trách bạn. Đây là cuốn sách đánh giá lại những hiểu biết cũ của chúng ta. Nó sẽ gây tranh cãi, nhưng bạn hãy đọc hết sách. Xuân đánh đổi 7 năm cuộc đời của mình làm cho việc con băng, từ thứ hai đến thứ sáu, dậy từ 7 giờ và làm đến tận 6 giờ tối. Không có thời gian cho bản thân, thậm chí không có thời gian tìm bạn trai ở cái tuổi 35. Thứ bảy, chủ nhật, vẫn đi học thêm bằng thạc sĩ ngành. Điều này nghe hoàn toàn chính đáng phải không bạn? Thậm chí đáng được hoan nghênh. Cả xã hội sẽ bảo Xuân cứ tiếp tục như vậy vì nó rất bình thường, chính đáng, thậm chí là ước mơ của biết bao nhiêu người. Nhưng Xuân luôn tự hỏi, tiếp tục đến bao giờ? Xuân đã bận. Bận là tốt, bận thật, bận chính đáng. Thế còn cuộc đời Xuân thì sao? Xuân dành 7 năm làm việc chăm chỉ cần mẫn là một nhân viên xuất sắc của việc công băng, được khen thưởng, rất tự hào về nhà rạng danh dòng họ gia đình. Thế còn cuộc đời của Xuân thì sao? Bảy năm vừa rồi và tiếp sau đó nữa, Xuân đang bận rộn tưới cây cho ai? Xuân không còn sự thích học vẽ, học ngôn ngữ, đi du ngoạn Nam Mỹ, tập gym body đẹp như thời còn là học sinh nữa. Lần cuối cùng của tập gym là 6 năm trước. Vì cô bận, cô không có thời gian, cô mệt, lý do rất chính đáng. Xuân đi làm về nhà khi đã trời chập tối. Có hôm phải ở lại tới 9 giờ đêm. Tại sao không? Mình là nhân viên gương mẫu, được sếp ưu ái. Về tới nhà phải nấu ăn, dọn dẹp, đi ngủ. Muốn đọc sách còn khó. Xuân không chỉ bị hấp dẫn bởi thức ăn nhanh theo nghĩa đen, cô còn bị hấp dẫn bởi thức ăn nhanh nghĩa bóng. Thông tin, cô không có thời gian sự tập trung, sự chú ý của một người rảnh rỗi như xưa. Cô đắm mình vào Facebook Watch hàng giờ đồng hồ trước khi ngủ. Những video giải trí ngắn và có tính gây nghiện cao, một khi đã bật lên xem, thời gian 2 tiếng cuộc đời trôi nhanh như 2 phút. Nếu không cũng là kéo Facebook, YouTube, Instagram cho đến hết buổi tối rồi 2 giờ sáng chìm vào giấc ngủ. Đã 7 năm như vậy rồi. Cứ tối đến là xóa, vì ban ngày cô quá bận làm gì có thời gian. Cô gãi đầu. Tên mình là Xuân nhưng mình như chẳng còn chút xuân nào cô nhận ra những năm qua cô dành tuổi xuân của mình không phải cho bản thân cô cho gia đình cho sức khỏe cho mối quan hệ của cô cô dành tuổi xuân cho việc công băng như hàng ngàn người khác không như hàng triệu người khác cô nhận ra mình đã tưới sai cây có lẽ bạn cũng vậy bạn dành một tiếng đi lại và hít khói bụi mỗi ngày tám đến chín tiếng làm công việc mà bạn không hứng thú mỗi ngày một đến hai tiếng cho công việc nhà cơm nước và cuối ngày bạn cạn kiệt. Bạn chọn giải trí trên Facebook, Netflix, Instagram, sau đó đi ngủ. Vấn đề ở đây là bạn tưới sai cây. Bạn bận thật, nhưng bạn bận sai chỗ. Bạn dành hơn nửa ngày của bạn, nhìn xa hơn là nửa cuộc đời của bạn để tưới cây của người khác. Bạn dành phần lớn thời gian, sức lực, trí tuệ làm giàu cho doanh nghiệp của người ta, không phải bạn. Tất nhiên về bản chất điều này không có gì sai trái, về bản chất bạn đang làm việc có ích cho xã hội và bạn được trả tiền. cái sai ở đây là bạn dành quá nhiều nước để tưới cho cái cây của người khác đến mức bạn không còn nước để tưới cái cây của chính bạn. điều này diễn ra trong nhiều năm. kết quả là cây của người khác tươi tốt, cây của bạn trở nên khô cằn siêu vẹo, không thể mọc hơn được. bạn yếu đuối, bất lực, chán nản, đầu hàng và rơi vào trạng thái giải trí miên man, sao nhãng mất mình trên internet sự khác biệt giữa mình và những người khác như sau. Mình tưới cây của mình mỗi ngày. Mình chăm sóc nó, còn số đông thì không. Mình chọn làm online ở AECOM, bác tham. Giờ mình còn thừa thời gian tưới cây. Sáng mình tập gym, người khác thì không. Sau 5 năm, họ như chung cư xuống cấp, còn mình vẫn tươi tốt. Mình dành 2 đến 5 tiếng đọc mỗi ngày, IQ của mình ngày càng tăng. Mình dành thời gian nuôi dưỡng phát triển cộng đồng trên Facebook, sản xuất nội dung chất lượng cao, lượng follow của mình ngày càng tăng, càng nhiều người thu được giá trị. Mình dành thời gian giúp đỡ những người xung quanh, dành thời gian chăm chút cho gia đình, bạn bè. Họ quý mình vì mình dành 100% tâm trí của mình cho họ, thay vì hơn nửa tâm trí ở công việc. Đây là sự khác biệt. Một bên liên tục chăm bẩm, tưới đúng cây, tỉa đúng cành, đất tốt và nước luôn đầy đủ. Một bên dành cả đời chăm sóc cây người khác chỉ để nhận lại một khoản thù lao mà khoản thù lao đấy chưa chắc đã được tái đầu tư sử dụng để tưới cây nhà mình. Đôi khi khoản thù lao đấy dùng để xóa và phá hoặc nhẹ nhàng hơn là chi tiêu hàng ngày, vào bụng hết hoặc không để lại giá trị tích cực dài hạn. Hãy dành thời gian tưới cây nhà bạn từ hôm nay, không phải 3 năm sau. Cuộc đời bạn chỉ thay đổi khi bạn quyết định chuyển vòi tưới sang cây nhà bạn. Hết chương 4. Chương 5. Trang trại 4.0 ba thứ gây nghiện nguy hiểm nhất, heroin, đường và lương tháng. Theo Nassim Chikolat Taleb, phần lớn chúng ta không chỉ tưới cây nhà người khác, chúng ta cày cấy cho trang trại nhà họ, tức công ty của họ. Một lần nữa không có cái gì sai hoàn toàn. Bạn có thể nói việc cày cấy không có gì sai. Mình đồng ý. Mình không phản đối việc bạn tạo ra giá trị và nhận lại giá trị đôi bên cùng có lợi, Vấn đề ở đây là chúng ta dành phần lớn cuộc đời cày cấy cho trang trại nhà người khác và bỏ qua trang trại nhà mình. Thậm chí chúng ta còn tự hào vì được trở thành người cày. Đây là vấn đề. Đừng bán đứng linh hồn của bạn cho quỹ dữ Điều tương tự áp dụng với chính phủ, tôn giáo, trường học, công việc, chính chu năm, mọi giờ hành chính. Tất cả chỉ là tạm thời. Bạn chỉ thực sự tự do khi bạn một đủ tài chính để không phải bán linh hồn cho chính phủ bao cấp. 2. đủ thông minh để phân biệt được cái gì đúng cái gì sai mà không cần bán linh hồn cho tôn giáo. 3. đủ khả năng tự học để không cần bán linh hồn cho trường học. 4. đủ khả năng giải quyết vấn đề để không cần bán linh hồn cho một công việc chính chu năm. Theo Facebook Kiên Trần. Việc cày cấy giờ đã trở thành sự nghiệp cày cấy. Bạn phải bỏ tiền túi rất nhiều thời gian rất nhiều công sức để được đủ tiêu chuẩn để cày cấy cho trang trại nhà người khác. Trang trại ở đây là doanh nghiệp. Có những trang trại nhỏ ít tên tuổi nhưng cũng có những trang trại lớn toàn cầu cho bạn sự tự hào không nhỏ. Sự tự hào nâng tầm cái tôi của bạn lên một bậc, khiến bạn tăng sự tự tin hoặc cũng có thể tăng sự kiêu ngạo. Nhưng tự hào cũng là thứ cầm tù bạn. Chính vì bạn được cái danh bạn tự hào, xã hội công nhận, bạn đánh đổi linh hồn nếu không cũng hàng năm cuộc đời. Bạn chấp nhận bị bóc lột, nhưng ít ra bóc lột trong sự tự hào. Ít ra bạn được ăn mặc đẹp, làm tại một trang trại lớn cổng to lộng lẫy, người ngoài nhìn vào suýt xoa. Làm trong ngân hàng chỉ oai trong thập kỷ trước. Ở thập kỷ tiếp theo, ngân hàng càng trở nên bảo hòa, giống như nhà hàng. Lúc này ngân hàng sẽ phải tập trung vào mạng Well Management và Mortgage cho vay thế chấp để tồn tại. Well Management cũng sớm trở nên bảo hòa vì sự xuất hiện của ETF và HFT. Còn mortgage thì cho cả xã hội dính vào nợ nần và không bền. Bán lẻ retail banking thì bảo hòa toàn tập như nhà hàng và dần bị thay thế bởi máy móc và online banking hoàn toàn. Để tồn tại lâu dài, bạn cần thay đổi cách bạn nhìn vào ngành tài chính ngân hàng. Nhân viên ngân hàng về bản chất là dân chạy bàn cổ trắng. Chưa kể thừa lao động, chẳng trách thu nhập nhiều nhân viên ngân hàng còn thua xa có bán trà đá trước cổng chính ngân hàng đó. Có khi còn bảo hòa hơn cả ngành công nghiệp trà đá vỉa hè. Đừng để vẻ hào nhoáng bề ngoài của những tòa nhà và quần Âu áo sơ vin đánh lừa bạn. Trong túi họ không có nhiều tiền, trong túi ngân hàng cũng vậy. Nếu bạn đang làm ngân hàng, có lẽ đã đến lúc bạn gạt cái tôi tự hào của thập kỷ trước qua một bên và tìm lối thoát khác, theo Facebook Kiên Trần. Bạn phải thi, phải cạnh tranh nhau để được học ngành tài chính ngân hàng tại một trường đại học danh giá, bạn phải nghiên cứu tìm tòi, học ngày học đêm để thu nạp kiến thức, mất 4 năm cuộc đời hoặc hơn để bạn thoát được cái lò đào tạo. Bạn nộp hàng chục thậm chí hàng trăm hồ sơ vào các nơi, cạnh tranh với hàng trăm thậm chí hàng ngàn con kiến giống bạn để được một vị trí cày cấy trong cái trang trại. Chỉ để được đặc quyền ngày ngày gia nhập đàn kiến đến trang trại nọ và cày cho đến hết ngày, nếu không muốn nói là hết đời với mức lương tháng 5 đến 10 triệu. Mức lương tăng mỗi năm không chạy đua kịp với lạm phát. Gói xôi 2 năm trước 10.000 đồng một gói. Năm nay bạn phải trả 15.000 cho một gói xôi tương tự, tăng 50%, nếu may mắn gói xôi không bị cắt xén. Lương tháng 10 triệu, sau khi bán linh hồn 2 năm, tăng lên 12 triệu, tăng 20%, thế mà nó vẫn gây nghiện. Quỷ giữ chủ trang trại tất nhiên sẽ có chính sách ưu đãi để thuyết phục đàn kiến tiếp tục bán linh hồn cho bình vĩnh viễn muốn lương tăng cần thâm niên kinh nghiệm hay nói thẳng ra số năm bạn càng bán nhiều năm cuộc đời bạn lương sẽ càng tăng hoặc học thêm một cái bằng gì đấy kiến thức sẽ giúp bạn cày năng suất và hiệu quả hơn tăng lợi nhuận cho trang trại và tất nhiên bạn sẽ được tăng lương chú ý cách mình dùng ngôn ngữ bạn được tăng lương thể bị động rất tự hào vì được cày ở trang trại lớn nhưng dường như cuộc đời chưa bao giờ thuộc quyền sở hữu của bạn họ những người chủ trang trại nắm giữ vận mệnh cuộc đời bạn bạn thuộc số đông bạn có giáo dục có bằng cấp cao có văn hóa nhưng về bản chất bạn sử dụng những vốn liếng đó để cày cho người khác lương tháng thực sự là thứ gây nghiện nó khiến cho thế giới vận hành trang trại giàu lên người cày hạnh phúc vì được cày hạnh phúc vì nhìn thấy giá trị của họ trong việc cày nó khiến cho con người vận hành như những đàn kiến, quên cả bản thân, cố gắng hòa nhập, cố gắng cống hiến, cố gắng hy sinh cho một mục đích cao cả, bán linh hồn, bán tuổi trẻ, chỉ để nhận lại những thứ mà sau này nhìn lại chưa chắc đã xứng đáng. Hết chương 5, chương 6, biến số thời gian. Thời gian hay nói theo ngôn ngữ dễ hiểu hơn, tuổi trẻ là một thứ một khi đã trôi qua là vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được. Bạn hãy đọc lại câu này khi chúng ta còn trẻ còn nhiều thời gian chúng ta ảo giác rằng thời gian là vô hạn hoặc chối bỏ sự hữu hạn của thời gian hoặc biết nhưng kệ bộ não của chúng ta rất khó để cảm nhận được việc thời gian trôi qua mất đi và sự hữu hạn đến vô tình của nó chúng ta nghĩ chúng ta có quá nhiều thời gian nhiều đến mức sẵn sàng đánh đổi chúng lấy những thứ khác dồi dào và vô hạn đúng vậy chúng ta ngây thơ đến mức sẵn sàng đánh đổi thứ hữu hạn hiếm có duy nhất mà chúng ta có để lấy những thứ về bản chất là vô hạn, tiền. Nói cách khác, phần lớn chúng ta bán thời gian hữu hạn để mua tiền dồi dào. Các tỷ phú nghĩ gì? Họ cho rằng đây là một cuộc trao đổi ngốc nghếch. Họ làm điều hoàn toàn ngược lại với bạn. Chính vì họ có quá nhiều tiền, họ nhận thức được sự vô hạn của nó và hiểu được sự hữu hạn của thời gian. Họ làm điều ngược lại với số đông. Họ dùng tiền để mua thời gian. Nhưng thời gian hữu hạn, mua kiểu gì? Có lẽ bạn đã quên đàn kiến ngoài kia đang khao khát đổi thời gian để lấy lương tháng, một chất gây nghiện. Một con kiến có tuổi thọ 75 năm, thời gian đi cày có thể khai thác được là 40 năm, hơn nửa cuộc đời. Nếu bắt đầu đi làm từ năm 20 tuổi thì con kiến làm được 40 năm cho đến 60 tuổi không còn sức lực, cạn kiệt và suy nhược trí tuệ, không còn khả năng tiếp tục cày cấy mà giá lương thì lại quá đắt nên sẽ bị đào thải ra khỏi thị trường bán thời gian. Mỗi con kiến có một cái ví gồm 24 tờ giấy, mỗi tờ giấy đại diện cho một giờ. Con kiến sẵn sàng đổi tờ giấy này lấy tờ giấy quốc gia là tiền. Vì đàn kiến không hiểu hết được giá trị của thời gian bằng tỷ phú, chúng sẵn sàng đánh đổi một cách hào phóng chỉ để lấy được lương tháng. Một con kiến có thể bán cho tỷ phú trung bình 40 tiếng một tuần, 160 tiếng một tháng, 1920 tiếng một năm, và tối đa trong vòng đời của con kiến là 1920 tiếng, nhân với 40 năm là 76.800 giờ. Đúng vậy, mỗi con kiến có 76.800 giờ để khai thác. Không thể hơn, hữu hạn vô tình. Chà, đọc đến đây chắc bạn nổi da gà, khi nhận ra trong tài khoản ngân hàng thời gian của bạn chỉ còn từng đấy thời gian, giảm dần và không bao giờ tăng. Chắc bạn bắt đầu lo sợ. Nhưng bạn yên tâm, tỷ phú hay doanh nghiệp sẽ khai thác nhiều con kiến, chứ không chỉ một. Một mình họ không thể làm nên trò trống gì. Cũng giống như bạn, họ cũng có một cái ví gồm 24 tờ mỗi ngày, 8 tờ dành cho việc ngủ, và một số tờ khác dành cho các việc lặt vặt không thể tránh khỏi. Họ cần thời gian, rất nhiều thời gian, rất rất nhiều thời gian. Họ cần kiến, những con kiến chăm chỉ cần mẫn, chấp nhận đánh đổi thời gian và tuổi trẻ, để họ không chỉ giải phóng cuộc đời họ họ còn trở nên giàu có hơn bạn nhiều lần. Đây là một bản hợp đồng tuyệt vời. Tỷ phú bên A bán chất ghi nghiện là lương tháng, đổi lấy thời gian, tỷ phú giàu lên và giải phóng được thời gian cho chính bản thân. Bạn được trao chất ghi nghiện đủ ăn, được tự do trong sự tự hào vì được làm trong trang trại lớn và trao trọn thời gian hữu hạn, linh hồn, sức trẻ cho trang trại đó. Quá tuyệt vời. Phần lớn số đông sẽ có xu hướng chạy theo hai thứ. Một chất gây nghiện là tiền, để đủ ăn, đủ mặc, đủ sống và đủ tiêu dùng xa xỉ, lại làm giàu cho tỷ phú. Hai, sự tự hào để tiếp tục chuỗi năm dòng bán linh hồn cho trang trại xịn. Còn trang trại, trang trại theo đuổi một thứ, thời gian của bạn để tiếp tục sản sinh dòng lời. Ngay cả sau khi bạn đã già yếu và chết đi, trang trại vẫn tiếp tục hoạt động và mua sỉ thời gian của các thế hệ tiếp theo. Bạn đặc biệt, nhưng không đặc biệt như bạn nghĩ. Trang trại cảm ơn bạn vì bạn đã dành cuộc đời duy nhất của bạn cho nó. Duy nhất. Duy nhất. Hết chương 6. Chương 7. Minecraft. Hãy tưởng tượng bạn đang chơi game Minecraft. Nếu bạn nào không biết Minecraft, thì đây chỉ đơn giản là trò chơi xây dựng thế giới. Bạn có một bãi đất trống, bạn sẽ xây dựng bãi đất trống của bạn như thế nào? Bạn sẽ xây hồ nước, cây cối, công viên, đường xá, các tòa nhà, Tóm lại là xây để nó trở thành một hệ thống thành phố. Đây là mục tiêu của bạn. Bạn muốn có một thành phố cùng các tiện ích, hệ thống đầy đủ và tự vận hành. Cuộc đời bạn cũng giống như trò Minecraft. Mỗi chúng ta có một mảnh đất trống như vậy và mảnh đất mà bạn xây sẽ đi với bạn suốt đời. Vấn đề ở đây là số đông sẽ đi hết cuộc đời xây thành phố trên mảnh đất của người khác, tức doanh nghiệp của người khác. Giống như tưới cây, họ dành hết cuộc đời tưới cho cây của người khác. Khi bạn đi làm cho một công ty, bạn sẽ nói rằng bạn đi làm không phải chỉ vì tiền. Bạn muốn đi làm vì bạn cần kinh nghiệm và mối quan hệ. Kinh nghiệm hay mối quan hệ là mục tiêu dài hạn mà bạn muốn theo đuổi. Dài hạn bởi tiền bạn có thể tiêu hết trong chốc lát, nhưng kinh nghiệm, mối quan hệ có thể giúp bạn không chết đói, có thể giúp bạn nhảy sang công ty khác hoặc về sau mở công ty riêng. Như vậy ở thế giới Minecraft, kinh nghiệm giống như một tòa nhà và bạn đã và đang xây trên mảnh đất trống. Nó đi theo bạn suốt cuộc đời. Mối quan hệ cũng vậy, giống như một cái hồ nước bạn xây trên mảnh đất trống của bạn. Tổng hợp lại, sau khi đi làm ở công ty X, một cơ số năm, bạn đã xây được một tòa nhà và một cái hồ nước, một dạng tài sản dài hạn của bạn vĩnh viễn. Thật tuyệt vời! Hầu như số đông sẽ đi theo con đường này. Nếu bạn nhìn xung quanh, gần như ai ai cũng sẽ có một cái tòa nhà và một cái hồ nước trên mảnh đất của Minecraft của chính họ. Và dừng lại ở đây, cũng khá tốt nhưng còn quá xa vời để được gọi là một thành phố. Trong khi đó hãy nhìn công ty X mà bạn bỏ 8 tiếng mỗi ngày cộng với 1 đến 2 tiếng đi lại, 5 ngày một tuần trong vòng nhiều năm xây dựng. Công ty X có gì trên mảnh đất Minecraft? Một thành phố, các tòa nhà chọc trời khổng lồ, các hồ nước, công viên, vườn hoa, đường xá, hệ thống điện nước, internet, trường học, bệnh viện, khách sạn. Tóm lại đây là một thành phố vô cùng sung túc và trù phú khiến bạn choáng ngợp. Công ty ít sở hữu lượng tài sản khổng lồ, lượng khách hàng khổng lồ mà bạn kiếm cho họ thay vì cho bạn, lượng đối tác khổng lồ mà đàn kiến kiếm được và xây dựng quan hệ vững chắc, quy trình công nghiệp tối ưu hóa và năng suất, đội ngũ kiến cày hùng mạnh, trung thành và tự hào, các khoản mục đầu tư bằng sáng chế, uy tín, danh tiếng. Nếu một ngày nào đó bạn nghỉ việc, thành phố trên mảnh đất công ty ít vẫn vận hành bình thường. Nhìn lại bạn, bạn chỉ có một tòa nhà là kinh nghiệm và một cái hồ nước là mối quan hệ. Đây là vấn đề. Bạn dành thời gian tuổi trẻ sức lực trí tuệ giáo dục xây dựng thành phố trù phú cho mảnh đất của người khác hay nhóm người khác. Đổi lại họ cho bạn lương tháng, một chất gây nghiện, cộng thêm một tòa nhà là kinh nghiệm và một cái hồ nước là mối quan hệ. Và cái mảnh đất của bạn gần như mãi mãi như vậy. Trừ khi bạn sử dụng lương tháng để quay về đầu tư xây dựng cho mảnh đất nhà bạn những giá trị dài hạn còn kinh nghiệm hay mối quan hệ của bạn sẽ phát triển rất nhanh trong giai đoạn đầu, xong sau đó chững lại và nở ra chậm rãi. Khi bạn làm ở một nơi 3 năm, thì thông thường năm đầu tiên bạn sẽ học được nhiều nhất. Năm thứ hai bạn sẽ học ít đi vì kiến thức lặp lại. Năm thứ ba lại càng ít hơn, và các năm về sau kiến thức mới sẽ ít dần và kiến thức cũ cũng sẽ được củng cố để trở thành kinh nghiệm. Điều mình muốn nói ở đây là kinh nghiệm thường khá cứng nhắc. Làm nhiều năm, hy sinh nhiều thời gian, chưa chắc đã thực sự xứng đáng cái tòa nhà trên mảnh đất miner grab kia sẽ nở ra nhưng rất chậm hồ nước mối quan hệ thì sao mối quan hệ cũng là một dạng tài sản tích cực xây trên mảnh đất miner grab của bạn nó rất hữu ích tuy nhiên nó cũng hữu hạn bởi chính sự hữu hạn của biến cố thời gian bạn chỉ có giới hạn số giờ trong ngày mối quan hệ của bạn cũng vậy nó không nở ra vĩnh viễn đến một lúc nào đó nó sẽ chậm lại chưa kể mối quan hệ cũng đòi hỏi phải liên tục nuôi dưỡng và tưới. Hay nói cách khác, bạn gần như sống suốt đời với cái tòa nhà kinh nghiệm và cái hồ nước mối quan hệ trên mảnh đất Minecraft của bạn. Nếu một ngày nào đó công ty cho bạn nghỉ việc hoặc bạn chán ngấy công việc bạn đang làm và phải tự giải thoát, bạn chỉ còn cách bấu víu vào hai thứ tài sản này và một ít tiền để dành nếu có, cũng là một dạng tài sản trên Minecraft. Nếu bạn nghỉ công ty ít, công ty ít vẫn tồn tại và vận hành, còn bạn thì điêu đứng hãy đọc lại câu trên cái bạn thật sự cần đó là bạn cần dành thời gian sự sáng tạo kiến thức để xây thành phố của chính bạn đúng vậy của chính bạn bạn muốn mảnh đất của bạn không cần phải trù phú như công ty ít kia nhưng ít nhất nó phải ra cái thành phố nói nôm na nếu một mai bạn bị mất việc bạn vẫn sống được thành phố của bạn vẫn vận hành và nuôi được bạn thành phố của bạn là chỗ dựa của bạn để bạn bấu víu, một tòa nhà và một cái hồ không thể đủ. Bạn cần xây dựng một thành phố. Hết chương 7. Chương 8. Xây thành phố Minecraft của bạn. Số đông sẽ chọn đi làm để lấy lương tháng, kinh nghiệm và mối quan hệ. Họ thu được một tòa nhà, một hồ nước và một ít khoản tiết kiệm trên mảnh đất Minecraft. Nếu một ngày nào đó họ mất việc, nghỉ việc hay kinh tế đi xuống, đó là tất cả những gì họ bấu víu đi ngược lại số đông là bạn khi hướng tuổi trẻ của bạn để xây dựng thành phố cho riêng mình để bạn thậm chí không cần lệ thuộc cuộc đời bó buộc vào một công việc hoặc ít nhất bạn đi làm chỉ để cho vui và cống hiến thay vì bạn cần và không còn sự lựa chọn nào khác vậy xây dựng thành phố như thế nào mỗi người có những cách xây thành phố khác nhau không ai giống ai về bản chất bạn chỉ cần hiểu những yếu tố như tòa nhà, hồ nước, công viên, bệnh viện, trường học, vân vân là một dạng tài sản dài hạn đi với bạn suốt đời thay vì ngắt quản và chấm dứt ngay sau khi bạn bỏ việc. Bạn cần dự án riêng. Nếu bạn có công ty riêng, đây là một dạng tài sản trên mảnh đất. Công ty là cái mà bạn cần phải xây dựng. Cụ thể không nhất thiết phải là công ty mà chỉ cần là một dự án riêng của bạn, một kênh riêng của bạn. Ví dụ bạn mất việc nhưng bạn có một kênh YouTube một triệu người subscribe. Kênh YouTube giống như một cái hệ thống đường xá trên mảnh đất Minecraft của bạn. Nó cứu bạn, nó đi với bạn suốt đời và nó liên tục mở rộng. Từng cái video chất lượng trên kênh YouTube của bạn giống như từng cái tòa nhà mà bạn xây trên mảnh đất. Một người có 10 video sẽ giống như một thị trấn có 10 tòa nhà. Một người có 5.000 video giống như một siêu đô thị trù phú thay vì đi làm xây dựng đô thị cho người khác bạn ở nhà làm video xây dựng đô thị trên chính mảnh đất của bạn video hay kênh youtube ở đây là một ví dụ điển hình rất nhỏ bạn không nhất thiết phải theo con đường làm youtuber nhưng bạn cần hiểu rằng đây là sự khác biệt rõ nhất của việc xây trên đất người khác và xây trên đất chính mình mình có một lượng người theo dõi khoảng vài chục nghìn bạn trên facebook có nhiều người nhiều hơn thế nhưng số đông chỉ có vài trăm có những bạn dùng Instagram và có lượng follow khổng lồ. Đây là một dạng tài sản trên mảnh đất. Mình có viết một vài cuốn sách bestseller, trong đó có cuốn này. Đây giống như là một dạng tài sản trên mảnh đất của mình. Giống như xây một cái hệ thống trường học trên Minecraft nếu bạn thích tư duy hình tượng giống mình. Một thứ khác nữa, mình có dành thời gian viết một số script tự động hóa, một số công việc và bán lại cho công ty AECOM. Cứ mỗi một máy tính mình cài đặt và một người mình train cách dùng AECOM phải trả tiền cho mình. Mình giúp AECOM tăng năng suất lên 2.000 đến 5.000 phần Thay vì nhận tiền lương để trở thành một con kiến cày cuốc cho AECOM, mình xây dựng tài sản ngay trên chính mảnh đất của mình. AECOM không còn là nhà tuyển dụng của mình, nó là khách hàng của mình. Mình không còn bán thời gian cho AECOM, mình bán sản phẩm cho AECOM. Thời gian là thứ hữu hạn, đừng bán, hãy chuyển sang bán sản phẩm. Sản phẩm là thứ vô hạn bạn thai dành thời gian xây dựng sản phẩm, ít ra nó có giá trị dài hạn, nếu không muốn nói là vĩnh cửu. Nếu bạn bán thời gian, bạn nghĩ việc là bạn đói, bạn phải liên tục bán như bán máu, liên tục mỗi ngày. Khi bạn dừng, dòng tiền chảy vào túi bạn cũng dừng theo. Số đồng bán thời gian, bán cả lẻ lẫn sỉ, như thể nó là một thứ vô hạn. Để rồi cuối cùng họ chỉ có kinh nghiệm và mối quan hệ để bấu víu. Mà nói thật là kinh nghiệm ở thời này cũng khó mà bấu víu khi mọi thứ thay đổi rất nhanh. Kinh nghiệm của bạn tích lũy cả chục năm có thể, rất có thể sẽ lỗi thời ngay sau khi bạn nghỉ việc. Giống như kiểu kinh nghiệm sử dụng máy phát hay kinh nghiệm làm nhân viên ngân hàng đứng quầy trong thời đại online banking, mobile banking, cryptocurrency và ATM hay 10 năm kinh nghiệm sửa chữa đầu đĩa DVD trong thời đại smartphone với Internet tốc độ 300 Mbps. Sự thật là bạn không thể hoàn toàn lệ thuộc vào kinh nghiệm như trước đây nó chỉ có thể hỗ trợ phần nào cho bạn. Nó quan trọng, nhưng nếu dành quá nhiều thời gian cuộc đời để đánh đổi nó như số đông thì đây là một giao dịch chưa chắc đã thỏa đáng. Kinh nghiệm đang được số đông đánh giá cao hơn giá trị thực sự. Bạn cần cái nhìn xa hơn kinh nghiệm, cách đơn giản nhất là tự hỏi, ngoài kinh nghiệm ra, mình còn được cái gì khác? Nếu câu trả lời vẫn chỉ là kinh nghiệm, bạn nên xem xét lại hướng đi. Bạn hãy nhớ kinh nghiệm có thể không mua được nhưng nó là thứ có thể thuê được. Ở một thị trường mà ai cũng có kinh nghiệm như hiện nay, kinh nghiệm có thể thuê giá rẻ. Nhân viên ngân hàng 10 năm kinh nghiệm, thu nhập vẫn chỉ lẹt đẹt 10 đến 20 triệu đấy thôi. Khá rẻ. Mình không biết gì về xây dựng, mình không có kinh nghiệm sửa nhà. Nhưng chỉ cần một cú điện thoại và khoảng vài chục triệu, một đội ngũ thợ xây giàu kinh nghiệm sẽ đến sửa nhà giúp mình từ A đến Z theo mọi yêu cầu. Kinh nghiệm nghề nghiệp giá trị nhưng không quá giá trị như bạn nghĩ. Cái thật sự giá trị cao là kinh nghiệm sống chứ không phải kinh nghiệm nghề nghiệp. Kinh nghiệm sống bạn có thể áp dụng khắp mọi nơi, bất kể ngành nghề. Điều tuyệt vời của kinh nghiệm sống là nó có thể thu được mà không cần hy sinh quá nhiều thời gian tại trang trại nhà người khác, nhưng vẫn có ích ở mọi hoàn cảnh và đặc thù với bạn. Trong khi đó, kinh nghiệm nghề nghiệp thì ngược lại. Bạn chủ yếu thu được thông qua việc hy sinh khoảng thời gian dài cày cấy tại trang trại của người khác. Nhưng gần như nó chỉ có ích trong mỗi lĩnh vực nào đó và kinh nghiệm này cũng rất nhiều người có và một lần nữa bạn không đặc biệt như bạn nghĩ còn mối quan hệ chưa chắc đã tốt như bạn nghĩ nếu xung quanh bạn là những người theo tư tưởng số đông thì bạn sẽ càng khó thay đổi bởi lực hút từ đàn kiến bạn có thể càng trở nên giống họ và theo đuổi sự trung bình đối phó tư tưởng đi làm và cày cuốc cả đời như đàn kiến và trang trại rồi bẻ cái tự hào ra để ăn nhiều mối quan hệ chưa chắc đã là tài sản mà là một gánh nợ. Tóm lại, bạn cần nghĩ khác số đông, kinh nghiệm và mối quan hệ không quá quan trọng như bạn nghĩ. Tùy loại kinh nghiệm và tùy loại mối quan hệ, có nhiều thứ quan trọng hơn bạn có thể xây và đồng thời vẫn có cả kinh nghiệm và mối quan hệ. Chỉ theo đuổi kinh nghiệm và mối quan hệ bằng mọi giá là một hướng đi lỗi thời được cổ vũ bởi số đông. Mình sẽ phân tích lại vấn đề này kỹ hơn ở các chương sau của cuốn sách. Bạn vẫn cần một số bước đệm và ngữ cảnh. Hết chương 8. Chương 9. Tập trung vào thị trường. Thể loại công việc hay bằng cấp không phải là thứ bạn cần tập trung. Bằng cấp, thể loại công việc, hai thứ này không có nhiều ý nghĩa. Phần lớn chúng ta được dạy phải trân trọng lao động, trân trọng bằng cấp, trân trọng giáo dục, mình xin phản bác điều này. Cái quan trọng không phải bạn học gì hay làm gì, cái quan trọng là bạn đang ở thị trường nào. Mình xin nhắc lại, cái quan trọng là bạn đang ở thị trường nào nó thiếu under hay thừa mứa over -saver. đây là cái duy nhất bạn cần tập trung không phải bằng cấp không phải công việc ví dụ bạn có thể nói rằng bằng ngân hàng có giá trị hơn bán nước mía và bạn có thể nói rằng học hay làm ngân hàng phức tạp thông minh cao siêu trí tuệ nhưng giả sử thị trường ngân hàng quá thừa mứa và bảo hòa bằng cấp nhân lực trong khi số người bán nước mía vỉa hè rất ít mà thời tiết nóng bức thì chỗ kiến thức cao siêu bao nhiêu năm học của bạn chẳng có ý nghĩa gì nó chỉ có tác dụng khiến bạn tự hào bạn vẫn kiếm tiền ít hơn nhiều so với người bán nước mía đơn giản bởi họ ở thị trường under server chưa được khai thác còn bạn ở thị trường over server là thừa mứa lỗi mà 99% các bạn gặp phải đó là không tập trung tìm thị trường under server chúng ta chạy theo tính hào nhoáng, sự tự hào cao siêu lời hứa và sự chính thống chạy bàn là một thị trường thừa mứa overserver. Bạn có thể tự hào vì bạn lao động, học hỏi, nhưng bạn đang ở sai thị trường. Bạn chạy bàn là bạn đói, một nhà hàng có đến 20 người chạy bàn, một đất nước có một đội ngũ chạy bàn hùng hậu. Bạn chạy bàn, bạn đói. Tương tự với các thị trường hot dần dần trở nên overserver. Thời nay bằng cấp nhiều vô kể, giáo dục là cái tốt, nhưng giáo dục chính thống tạo ra sản phẩm lao động thừa mứa hàng loạt. Hãy linh hoạt trong giáo dục, học cách học, bởi những gì bạn học có thể giá trị bây giờ nhưng sẽ thừa mứa overserving trong tương lai. Bạn cần phải học cái khác trong thời gian ngắn. Đừng tập trung vào sự hào nhoáng, sự ổn định, sự tự hào trong lao động cổ vũ bởi xã hội. Hãy tập trung vào thị trường, bởi công việc bạn có ý nghĩa, cao siêu với bạn bao nhiêu, nhưng nếu thị trường không quan tâm thì tất cả trở nên vô nghĩa. Bao nhiêu bằng cấp cũng chỉ để trang trí và công việc có vớ vẫn bao nhiêu thấp kém không có bằng cấp bao nhiêu, nhưng nếu thị trường Under server bạn cũng trở thành kingpin. Đừng trân trọng lao động, đừng trân trọng học vị, học hàm, hãy trân trọng thị trường. Facebook Kiên Trần. Hết chương 9, chương 10. Luật cung cầu không chừa một ai. Quy luật cung cầu là một quy luật cơ bản và mạnh nhất ở bất kỳ thị trường nào. Nhưng phần lớn chúng ta chỉ coi nó đúng ở thị trường vật chất hữu hình thay vì vô hình. Chúng ta vẫn ảo giác hoặc tự huyển hoặc rằng có một số thứ có thể miễn nhiễm và thoát khỏi quy luật cung cầu, chỉ cần nó tốt. Không có gì thoát được nó, nó là quy luật mạnh nhất của thị trường, chi phối toàn bộ mọi thứ, kể cả những thứ chúng ta cho là tốt. Nếu tiền có thể được in ra, giá trị của nó chỉ ngang lá cây, kim cương chỉ có giá ngang cùng gạch. Giá trị của bằng đại học trong thời đại này giảm mạnh so với 10 năm trước, nó rất tốt nhưng thừa mứa, như bất kỳ thứ gì đang tồn tại nó cũng không thoát khỏi và vẫn phải gục ngã trước quy luật cung cầu. Có hai loại giá trị bạn cần biết, giá trị cốt lõi (intrinsic value) và giá trị thị trường (market value). Giá trị cốt lõi là giá trị hữu dụng vốn có của nó, giá trị thị trường là giá trị mà thị trường sẵn sàng bỏ tiền để có nó. Phần lớn chúng ta nhầm lẫn giữa hai thứ, chúng ta cho rằng giá trị cốt lõi là giá trị thị trường. Bạn cho rằng những thứ bạn cho là tốt thì thị trường cũng coi nó tốt như bạn và sẽ có giá cao. Những thứ không có giá trị hữu dụng thì thị trường phải trả giá thấp. Trên thực tế, hai giá trị này không phải lúc nào cũng bằng nhau. Trong phần lớn các trường hợp, hai giá trị này khác nhau, thậm chí khác nhau một trời một vật. Một cốc cà phê ở đầu ngõ nhà bạn có giá 15.000 Việt Nam đồng. Nhưng cốc cà phê giống hệt không khác tí gì, thậm chí có thể dở hơn nếu mua ở trung tâm thành phố có thể có giá gấp đôi. Giá trị thị trường chi phối giá trị cốt lõi, làm cho giá trị cốt lõi trở nên vô nghĩa. Giá trị cốt lõi của một cuốn sách có thể rất khủng khiếp, nó tấn công trực tiếp vào não bộ, thay đổi tư duy, nhận thức, tính cách, hành vi và cuộc đời của cả một con người, thậm chí cả các thế hệ về sau. Nhưng giá trị thị trường chỉ ngang một bữa ăn hàng. Cái bữa ăn mà đem lại khoái lạc nhất thời cho bạn trong thời gian 20 phút lại có giá trị thị trường cao hơn giá của một cuốn sách, có giá trị cốt lõi khủng khiếp dài hạn. Đây là thực tế, quy luật cung cầu không chừa một ai. Nếu ai đó khuyên bạn, bằng đại học không quan trọng và đừng theo đuổi nó, bạn sẽ cho rằng đây là một lời khuyên sáo rỗng. Chắc hẳn đã có người nói với bạn điều này rồi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn luôn có một lực hút luôn luôn hút bạn lại. Có những bạn vẫn sống trong fantasy và nghĩ rằng bằng cấp quan trọng đến mức thiết yếu chúng ta được dạy từ bé qua từng cấp học rằng bằng đại học là thiết yếu và ai cũng phải có. Bạn coi trọng nó giống như một loại tài sản trên mảnh đất Minecraft của bạn để bạn bấu víu và dùng để xin việc. Nhìn chung, đó gần như là tất cả những gì bạn có trong thời điểm này. Một bãi đất trống và hy vọng là một cái bằng. Rồi sau này cũng có những luồng ý kiến táo bạo cho rằng đại học không phải là con đường thành công duy nhất được truyền tay nhau nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ bàn luận trao đổi. Sâu thẳm chúng ta vẫn cảm thấy bất an nếu một mình chúng ta không có bằng cấp. Sâu thẳm chúng ta vẫn muốn gia nhập số đông chạy theo bằng cấp, rồi cạnh tranh bằng cấp. Họ cũng có, bạn không thể không có. Ít ra đây là con đường an toàn nhất, chính thống nhất, chính thống đến nỗi gia đình, xã hội, thầy cô, bạn bè, truyền thông, tất cả đều đã mặc định và chấp nhận như một cộng 1 bằng 2 và không thể bằng 3. Có vẫn hơn không. Và nếu không có bằng cấp thì làm cái gì bây giờ? lực hấp dẫn lại hút bạn lại giống như việc bạn nhìn qua một cái ống nước đầu bên kia của ống nước là tất cả những gì bạn nhìn thấy xuyên qua ống tối duy nhất chỉ có vậy bạn quên mất bạn có thể bỏ cái ống nước đi và nhìn thấy mọi thứ những lựa chọn khác mà bạn chưa từng cân nhắc khi bạn thuộc số đông bạn đang nhìn qua một cái ống nước đại học và một bộ sưu tập bằng cấp chứng chỉ là con đường duy nhất để thành công cuộc đời bạn thậm chí còn không quan trọng bằng cái bằng bạn bất chấp tất cả để có được nó. Học phí bao nhiêu cũng nộp, thời gian hữu hạn mất đi bao nhiêu cũng không tiếc. Thầy cô dạy chán, thiếu tâm huyết, lớp học hàng trăm người cũng phải chấp nhận. Giáo trình cũ, lỗi thời, đắt tiền cũng phải chấp nhận. Thủ tục các môn học nhồi sọ vẫn phải phí cuộc đời ngồi nghe, học thuộc và ngồi thi. Như thể bạn bị một cái xích thắt vào cổ và trường học là người dẫn dắt bạn, cho bạn ăn khi nó muốn và siết chặt tương lai của bạn khi bạn chống cự bạn cần bằng. Họ là bên cấp bằng. Bạn trả tiền nhưng luôn tự hỏi tại sao bạn không được đối xử như một khách hàng. Tại sao những thứ bạn muốn học lại không được học một cách tử tế và những thứ bạn không muốn học lại bắt buộc phải học. Tại sao bạn không được trang bị giáo dục thực sự, thứ mà bạn thực sự theo đuổi và mong muốn, chứ không phải là cái tấm giấy được in hàng loạt có tên bằng đại học kia. Hãy nhìn xung quanh bạn. Ai cũng có bằng, nhưng có kinh nghiệm sống, kỹ năng sống hoặc chuyên ngành thì chưa chắc. Bằng thì người có vài cái. Nhưng thôi, hãy cứ cho rằng bằng cấp có giá trị cốt lõi thật. Giả sử bạn học xong bằng và được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để đi làm. Nhưng có đảm bảo 100% bạn có việc không? Không, đừng quên luật cung cầu không chừa một ai. Nếu bạn đang ở thị trường thừa mứa bằng cấp, thừa mứa nhân lực, giỏi chuyên ngành, bạn càng muốn đặc biệt bao nhiêu, bạn càng có xu hướng giống những người bạn của bạn bấy nhiêu. Một lúc nào đó, bạn sẽ tự hỏi, tại sao mình giỏi, mình chăm, cống hiến, nhiều bằng, thậm chí du học, nhưng thu nhập vẫn chỉ ở mức độ vừa đủ, chưa xứng đáng. Bạn bị chi phối bởi giá trị thị trường và cung cầu. Khi ở một thị trường lao động làm phát bằng cấp và quá thừa nhân lực, cách tốt nhất không phải là nỗ lực dấn thân. Cách tốt nhất là tìm lối thoát, thị trường này không còn hấp dẫn. Hết chương 10. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe radio số. Nhớ tiếp tục đón nghe phần tiếp theo để xem câu chuyện của chúng ta sẽ còn gây cấn và hấp dẫn như thế nào nhé. Nếu yêu thích radio số, hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ những quyển sách hay đến bạn bè, người thân. Sự ủng hộ và yêu thích của các bạn chính là động lực của radio số. Một lần nữa cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.